Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Mercedes-Benz E200 Exclusive phiên bản 2022 này thì Duy đã quay cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi, cũng như là có rất là nhiều những cái option được trang bị trong năm 2022 này. Bây giờ Duy sẽ nhắc sơ là cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên đó là hệ thống camera 360 độ này, giúp cho người lái chúng ta có thể là quan sát toàn cảnh khi mà chúng ta đi lùi xe hoặc là đi vào những cái khu vực hẹp nè. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy là trên gương chiếu hậu của chúng ta sẽ có cái hệ thống cảnh báo điểm mù. Thì một lát nữa Duy sẽ lái trên đường cũng như là sẽ review thực tế cái hệ thống cảnh báo điểm mù này nó sẽ hoạt động như thế nào cho các bạn xem luôn. Và đây là một cái tính năng mới và chỉ có trên những cái mẫu xe Mercedes-Benz đời 2022 mới có tính năng cảnh báo điểm mù này các bạn. Và có thể nói là trong năm nay Mercedes-Benz rất trang bị rất là nhiều những cái tính năng, những cái công nghệ an toàn mới ở trên các chiếc xe Mercedes-Benz. Đó. Và tiếp theo nữa các bạn là ở bên trong xe thì chúng ta sẽ được nâng cấp lên cái hệ thống loa Boom Master 13 loa cho cái hệ thống âm thanh của chiếc xe E200 Exclusive này. Đó, cho cái trải nghiệm âm thanh nó tuyệt vời hơn khi mà chúng ta lái xe ở trên đường các bạn ha. Đó, và một cái điểm mà coi như là cũng khá là nhỏ thôi nhưng mà đôi khi nó rất là tiện dụng trong những trường hợp mà chúng ta lái xe các bạn, chúng ta đi trên đường mà chúng ta quên mang theo sạc, thì chúng ta còn có thêm một cái hệ thống sạc không dây. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy trải nghiệm thực tế cái chiếc xe E200 Exclusive này trên đường. Ok các bạn nha. Các bạn biết tại sao mà ngày hôm nay Duy lái thử cái chiếc xe này cũng như là quay cho các bạn xem không bạn? Bởi vì là chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này có thể nói là một cái chiếc xe mà Duy cực kỳ yêu thích luôn. Đó, nếu các bạn có xem theo dõi thường xuyên những cái clip mà Duy review xe cũng như là giao xe thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc E200 Exclusive này nó sẽ xuất hiện rất là nhiều trên clip của Duy cũng như là những cái buổi bàn giao xe cho khách hàng. Đó, rất là nhiều những cái clip về bàn giao chiếc xe E200 Exclusive này, bởi vì đây là một cái chiếc xe mà có thể nói là với cái tầm giá mà gần 2 tỷ rưỡi các bạn, thì cái chiếc xe E200 Exclusive này cho chúng ta một cái cảm giác lái nè, một cái cảm giác trải nghiệm cũng như là những cái tiện nghi bên trong xe thì Duy thấy khá là đầy đủ. Và trước đây nó cũng đã khá là ok rồi các bạn, nhưng mà đối với phiên bản 2022 này thì nó được nâng cấp rất là nhiều cái option mà Duy nghĩ là đó là những cái option cực kỳ đáng giá luôn. Đó, cũng như là Duy đã vừa cho các bạn xem những cái option đó là những cái option gì ha. Đó, cái cảm giác mà khi mà chúng ta ngồi trên cái chiếc xe E200 Exclusive này các bạn, khi mà chúng ta chạy trong thành phố các bạn, thì nó cho chúng ta một cảm giác rất là nhàn. Nó nhàn ở đây á, có nghĩa là nó rất là nhẹ, những tay lái rất là nhẹ, rất là kiểu như thoải mái các bạn. Và xe thì cực kỳ êm và không gian ở bên ngoài hầu như là tách hẳn so với lại cái không gian ở bên trong xe. Đó, vì vậy các bạn, khi mà chúng ta lái cái chiếc xe này, chúng ta cảm giác là nó rất là thư giãn, cũng như là cái hệ thống âm thanh Boom Master 13 loa trên cái chiếc xe E200 Exclusive bây giờ các bạn thì nó rất là tuyệt vời, nghe rất là thích luôn. Đó, nếu mà một người nào mà thích mà lái xe, các bạn thích mà tự lái xe nha, thì Duy bảo đảm luôn các bạn rất là mê trên cái chiếc xe E200 Exclusive này. Thì ngoài chúng ta đi trong thành phố các bạn, chúng ta cảm thấy là một cái sự nhẹ nhàng thoải mái thì đơn giản các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc nè, đi trên những cái đoạn đường mà tỉnh các bạn, thì các bạn càng thấy thêm cái giá trị của cái chiếc xe E200 Exclusive này. Tính năng cảnh báo điểm mù lần đầu tiên có mặt trên cái dòng xe E200 Exclusive phiên bản 2022 này. Thực ra đây là một cái tính năng mà nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong những trường hợp là chúng ta đi lái xe ở trên đường đô thị đông đúc như ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đó, thì tại sao mà nó hữu ích trên những cái đoạn đường đông đúc? Bởi vì là khi mà xe của chúng ta quẹo trái quẹo phải, bạn có những cái phương tiện giao thông đang đi ở phía sau thì gương chiếu hậu của chúng ta không thấy, thì chiếc xe của chúng ta sẽ cảnh báo bằng một cái hình ảnh là một cái đèn hình tam giác, nó sẽ nhấp nháy ở trên gương chiếu hậu kể cả bên trái và bên phải luôn các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta quẹo trái các bạn, chúng ta sẽ nhìn vào cái gương bên trái, nếu chúng ta quẹo phải chúng ta sẽ nhìn vào cái gương bên phải. Do đó là nó sẽ chớp nhấp nháy cái đèn ở trên gương để chúng ta biết phía sau của chúng ta đang có một cái chiếc xe đang di chuyển ha. Thực ra với cái tính năng này nó không phải là cái tính năng mới của Mercedes-Benz đâu các bạn, mà là cái tính năng này nó đã có rất là lâu rồi, nhưng mà tới năm 2022 thì Mercedes-Benz Việt Nam mới được chính thức đăng kiểm cái hệ thống cảnh báo điểm mù này ở thị trường Việt Nam. Đó, bây giờ Duy sẽ thử cho các bạn xem bằng cách là Duy sẽ
xi nhan vào bên phải ha, và có một cái phương tiện đang di chuyển ở phía sau, thì các bạn sẽ thấy đó, đó nó sẽ cảnh báo, các bạn thấy không, có xe máy đang ở phía sau. À, đó nó sẽ báo hình ảnh và báo cả tiếng kêu luôn đó, giúp cho chúng ta sẽ cảnh giác tốt hơn và chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn ở phía bên phải các bạn nha. Đó, ngoài ra thì khi mà Duy tấp xe vào lề nha, bây giờ Duy sẽ tấp xe vào lề đây đó, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta tắt máy xe, cũng như là chúng ta tắt máy xe đây, bây giờ Duy sẽ dừng lại nè, Duy sẽ tắt máy xe, cũng như là khi mà Duy mở cửa các bạn, thì các bạn cũng sẽ thấy là ở trên gương chiếu hậu này nó vẫn, cái tính năng mà cảnh báo điểm mù nó vẫn còn hoạt động. À, bây giờ Duy tắt này nè các bạn, đó các bạn thấy không, nó vẫn còn hoạt động luôn, có nghĩa là khi mà chúng ta vừa tắt máy á, chúng ta bước xuống xe á, thì ở phía sau chúng ta vẫn có những cái phương tiện như là xe máy đang lưu thông hoặc là xe ô tô đang lưu thông lên đó. Nếu mà cần thiết bạn, nó còn báo cả tiếng kêu luôn chứ không phải là báo đèn không đâu, cho nên là đó, đó các bạn thấy không, đó Duy mở cửa ra nó vẫn còn hoạt động nha các bạn. Đó, nó hoạt động trong khoảng tầm 1 phút đến 2 phút đó, dư sức cho chúng ta mở cửa, bước xuống xe và khóa cửa. Đó, thì đây là một cái tính năng các bạn, thì không có đơn thuần là chỉ cảnh báo điểm mù giống như những cái phương tiện mà giống như những cái hãng xe khác nữa, mà là Mercedes-Benz nó vẫn tính toán đến lúc mà chúng ta tắt máy rồi chúng ta đi xuống xe và phương tiện ở phía sau đang di chuyển lên ha. Đó là một cái mà Duy nghĩ là nó cũng rất là hay trên các chiếc xe E200 Exclusive, và đặc biệt là cái tính năng cảnh báo điểm mù trên các chiếc xe E200 Exclusive này. À, rất là hay luôn các bạn. Các bạn cứ nghĩ là nếu mà chúng ta tắt máy các bạn thì tất cả những cái hệ thống của chúng ta đều tắt hết ha, nhưng mà không phải đâu. Hệ thống cảnh báo điểm mù này chúng ta vẫn hoạt động trong khoảng tầm 2 phút đồng hồ sau khi cái chiếc xe của chúng ta tắt máy. Rất là hay. Ngoài ra thì khi mà chúng ta di chuyển trên đường phố các bạn, hoặc là kể cả những cái đường cao tốc rồi đi đường trường ha, thì ngoài cái tính năng cảnh báo điểm mù thì chúng ta còn một cái tính năng nữa, đó là hệ thống đề phòng va chạm trên cái chiếc xe E200 Exclusive này. Đó, bây giờ Duy sẽ mở cho các bạn xem nè. Chúng ta vào cài đặt nè, vào hệ thống ha, và hệ thống hỗ trợ phanh chủ động nè. Thì đối với cái hệ thống hỗ trợ phanh chủ động này, khi mà chúng ta tùy theo những cái đoạn đường thì chúng ta có thể là chọn cái thời gian mà cảnh báo, hoặc là cái thời gian mà chiếc xe của chúng ta phanh lại sớm hoặc là trễ ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có là ba cái mức độ nè các bạn, trễ nè, trung bình và sớm nè. Ngoài ra thì khi mà chúng ta đi trong thành phố các bạn, thì các bạn thấy phương tiện giao thông quá đông đúc á, thì các bạn có thể tắt đi luôn. Đó, thì chiếc xe của chúng ta sẽ không hỗ trợ nữa. Đó, và Duy nghĩ là với mật độ mà đông như ở thành phố Hồ Chí Minh này chúng ta các bạn, thì các bạn có thể là chọn ở chế độ trễ, để mà xe của chúng ta các bạn nó sẽ gần hơn, nó mới sẽ thắng, chứ chúng ta sẽ không có thắng ở một cái quãng đường xa hơn nữa. Ha, như vậy thì nó sẽ giúp cho cái người lái của chúng ta coi như là đỡ hơn các bạn, đỡ hơn, bởi vì xe mà chúng ta mà di chuyển mà ở thành phố mà kẹt xe như thế này mà nó cứ thắng như vậy thì nó cũng sẽ không hay ha. Và đặc biệt các bạn, thì ở Phú Mỹ Hưng này nó có rất là nhiều những cái gờ giảm tốc. À, khi mà chúng ta chạy cái chiếc xe E200 Exclusive này đi qua những cái gờ giảm tốc các bạn, thì chúng ta cảm thấy giác là cái hệ thống gầm xe nè, hệ thống treo xe của nó rất là khác so với những cái mẫu xe khác các bạn nha. Đó, bây giờ Duy sẽ chạy qua cái gờ giảm tốc này cho các bạn xem nha. Thì thật ra thì khi nói qua cái video clip này thì có thể là các bạn sẽ không cảm nhận được, nhưng mà để những trải nghiệm những cái tính năng mà đi qua những cái gờ giảm tốc này thì các bạn sẽ trải nghiệm thực tế. Lúc đó thì các bạn để ý ha, khi mà các bạn mà đến bên Duy lái thử xe thì các bạn sẽ để ý những cái mà Duy vừa mới nói, các bạn sẽ cảm giác được cái xe của chúng ta nó rất là êm, rất là gầm, nó rất là chắc. Chắc ở đây các bạn có là khi mà chúng ta đi qua những cái gờ giảm tốc này, chúng ta cảm giác là chiếc xe của chúng ta nó không có lắc, nó không có chao đảo gì hết. Đó, thì đối với những cái thương hiệu xe bình dân á, các bạn đi qua những cái gờ giảm tốc nhanh hơn một chút xíu, các bạn thường thấy là chiếc xe của chúng ta nó hơi đảo nhẹ một cái, hoặc là cái vô lăng của chúng ta sẽ bị lắc. À, nhưng đối với cái chiếc xe E200 Exclusive hoặc là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz luôn, cái hệ thống vô lăng của nó sẽ được giữ vững và thẳng luôn, trong trường hợp mà chúng ta đi qua những cái gờ mấp mô hoặc đi qua ổ gà. Bây giờ Duy sẽ buông tay ra các bạn xem nè. À, các bạn sẽ thấy là cái vô lăng của chúng ta nó sẽ không bị giật, nó không bị lắc gì hết. À, đây là một cái tính năng cũng rất là hay trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz. Và với những cái ta lái như thế này các bạn, thì các bạn biết rồi ha, nó rất là ổn định. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc ở một tốc độ khoảng 100 hoặc là 120 km/h thì chúng ta chỉ cần vịn hờ ta lái thôi,
À, các bạn chỉ cần vịn hờ tay lái thôi là các bạn đã giữ được cái chiếc xe của chúng ta thăng bằng và đi rất là tốt rồi. Có nghĩa là cái mà làm cho tài xế của chúng ta rất là nhàn và cực kỳ an toàn. Đó, cái xe mà chúng ta các bạn chạy các bạn ở tốc độ cao thật là cao luôn ha, mà chiếc xe của chúng ta nó cứ bám đường, nó chạy rất là đầm, nó rất là êm, nó rất là không có bị bồng bềnh gì hết, chứng tỏ là cái hệ thống mà lái của chiếc xe đó hoặc là hệ thống an toàn của chiếc xe đó nó làm việc cực kỳ tốt luôn, cực kỳ hiệu quả luôn đó. Ok đó, thì thực ra thì nói nhiều về cái chiếc xe này lái thích như thế nào hoặc là lái nó như thế nào thì Di để cho các bạn sẽ cảm nhận, còn đây là cái cảm nhận riêng của Di về cái dòng xe E200S Lucid này. Ngoài ra thì ngoài cái cảm nhận về lái của chiếc xe E200S Lucid này các bạn, thì cái cảm nhận về không gian của chiếc xe này cũng là một cái điều mà Di cực kỳ thích luôn. Đó thì các bạn thấy là gần đây cái chiếc xe S-Class mới hoặc là cái chiếc xe C-Class mới sẽ được thiết kế lại ở cái màn hình thác đổ ở cái khu vực này. Đó, và những cái nút bấm hầu như là tối giản hết hoàn toàn luôn, hoặc những cái bạn trẻ ha cực kỳ thích những cái thiết kế đó. Nhưng đối với kênh chiếc xe E200S Lucid này, chiếc xe của chúng ta vẫn giữ được cái nét truyền thống sang trọng nhưng mà vẫn đảm bảo được cái sự hiện đại. Các bạn thấy không, cái màn hình của chúng ta là một cái màn hình rất là to dài, từ bên màn hình táp lô sang cái màn hình giải trí luôn. Rất là dài, rất là rộng luôn, và được ẩn ở dưới một cái táp lô như thế này. Có nghĩa là khi mà chúng ta lái xe, các bạn ánh nắng nó có thể rọi trực tiếp vào khu vực màn hình này thì chúng ta cũng sẽ không có bị chói ha, và màn hình của chúng ta vẫn đảm bảo được cái độ nét và độ sáng rất là tốt luôn. Các bạn thấy không? Và với cái thiết kế mà cái màn hình được ẩn dưới táp lô này các bạn, thì Duy nghĩ cái chiếc xe E200S Lucid này, cho dù các bạn đi bao nhiêu năm nữa các bạn, 5 năm hay 7 năm nữa, thì cái chiếc xe của chúng ta vẫn giữ được cái sự sang trọng, vẫn giữ được cái nét thanh lịch của cái dòng xe E200S Lucid này. Đó, và Di tin chắc luôn với cái thiết kế này sẽ không bao giờ bị lỗi thời luôn các bạn. Đó, những cái nút bấm được thiết kế chúng ta điều khiển nó rất là tiện dụng luôn, rất là nhanh. Đó, nhưng mà đối với những cái dòng xe mà thiết kế mới các bạn thì các bạn phải làm quen nhiều hơn với lại những cái nút bấm, bởi vì hầu như là với chiếc xe C-Class hoặc là S-Class mới, chúng ta điều khiển mọi thứ đều ở trên cái màn hình thác đổ này hết. Chúng ta sẽ không có sử dụng nút bấm nữa. Đó, thì đối với Duy các bạn, khi mà chúng Duy trải nghiệm cái hệ thống mà thiết kế của chiếc xe E200S Lucid này, Duy vẫn thích hơn. Có nghĩa là nó sẽ nhanh hơn, tiện lợi hơn đối với Duy. Đó, có thể là với cái thiết kế này Duy đã trải nghiệm rất là nhiều rồi. Đó, còn đối với cái thiết kế mới thì Duy chưa có nhiều cái thời gian để làm quen với nó ha. Nhưng mà không sao các bạn. Đó, mỗi cái thiết kế thì đều có một cái hay của nó nhất định thôi. Ngoài những cái cảm giác lái mà chắc chắn nè, êm ái nè, thì các bạn thấy cái vô lăng của cái xe E200S Lucid này thực ra là đánh lái các bạn, nó không nặng quá, nó không nhẹ quá, nó rất là vừa phải luôn các bạn. Đó, và ngoài ra thì cái chất liệu của cái bọc da của cái vô lăng này các bạn, khi mà chúng ta, đây là da nắp 3, cho nên khi chúng ta cầm vào cái vô lăng này cho chúng ta một cái độ êm rất là êm luôn ha. Đây là một cái, cũng là một cái điểm mà những cái anh chị các bạn mà lái xe cũng sẽ rất là thích cái vô lăng này ha. Ok, thì để mà trải nghiệm cái chiếc xe E200S Lucid này các bạn, thì không đơn thuần là qua cái video clip mà Duy chia sẻ là các anh chị các bạn quyết định được đâu. Đó, nhưng mà các anh chị các bạn nào mà quan tâm đến cái chiếc xe Mercedes-Benz E200S Lucid này thì các anh chị các bạn có thể đến showroom bên Duy sẽ tư vấn cho anh chị thật là cặn kẽ về cái mẫu xe này, cũng như là mời các anh chị các bạn là lái thử cái dòng xe E200S Lucid này, thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị mà cái chiếc xe E200S Lucid này mang tới. Ok, bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.